về sáng ngày 9 tháng 4, đại úy Nguyễn Đình Hùng, trạm phó trạm cảnh sát giao thông Tân Lạc, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hòa Bình cho biết. Sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 20 ngày 8 tháng 4 tại km 103 450, quốc lộ 6, thuộc địa phận thị trấn Mãng Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, khiến hai chiến sĩ cảnh sát giao thông là Phạm Đức Hoàng và Trương Đức Hậu bị thương. Theo trợ phó trạm cảnh sát giao thông Tân Lạc, vào khoảng thời gian trên, tổ tuần tra kiểm soát thuộc trạm cảnh sát giao thông Tân Lạc yêu cầu kiểm tra ô tô mang biển kiểm soát 90A11306 do anh Ngô Xuân Hiếu trú ở Thanh Hà, Thanh Liêm, Hà Nam lái chở một cặp vợ chồng ngồi ở ghế sau là Nguyễn Tiến An ở Thủy Lôi, Kim bảng, Hà Nam và Phạm Thị Dương sinh năm 1999 đi theo hướng Sơn La, Hà Nội. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên ghế sau vị trí giữa đôi nam nữ có một túi bóng màu đen, có nhiều nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Kết quả bên trong túi màu đen có một lon nước ngọt. Bên trong lon nước ngọt có một túi ni lông màu đen chứa ma túy dạng đá. Ngay lập tức, tổ công tác bắt giữ hai người này. Nhưng Nguyễn Tiến An chống trả quyết liệt, làm bị thương hai cán bộ chiến sĩ là Phạm Đức Hoàng và Trương Đức Hậu. Tuy nhiên, tổ công tác đã khống chế bắt giữ được cặp vợ chồng trên sau đó tổ công tác đã khống chế bắt giữ cả hai đối tượng đồng thời phối hợp với nhân dân đưa hai cán bộ chiến sĩ đi cấp cứu ở bệnh viện đa khoa tân lạc hiện sức khỏe của hai cán bộ chiến sĩ đã cơ bản ổn định